Sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020, tại trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tạp chí Kiểm sát đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2019, ngoài 4 nhiệm vụ chính, tạp chí Kiểm sát được giao thêm 2 nhiệm vụ trọng tâm đột xuất, đó là chủ trì phối hợp thực hiện bộ phim Sinh tử, tham mưu tổ chức thực hiện giải Búa liềm vàng, giải báo chí về xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát Nhân dân. Tạp chí Kiểm sát đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều kết quả, thành tích nổi bật, xuất sắc. Chất lượng nội dung các số tạp chí tiếp tục được nâng lên, đảm bảo tính nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ thiết thực cho việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị và cán bộ trong, ngoài ngành. Tạp chí điện tử Kiểm sát tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đồng thời tăng tính hấp dẫn, thu hút được lượng truy cập lớn, đạt thứ hạng cao. Truyền hình Kiểm sát Nhân dân lần đầu tiên tham dự Liên hoan Truyền hình Phát thanh Công an Nhân dân đã đạt 1 giải vàng và 1 giải bạc. Đáng chú ý, năm 2019, tạp chí Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Cán sự, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giao, chủ trì phối hợp với VFC thực hiện bộ phim Sinh tử, bộ phim truyền hình dài tập về đề tài chính luận, chống tham nhũng, là bộ phim đầu tiên tuyên truyền đậm nét về hoạt động của ngành Kiểm sát Nhân dân, khắc họa hình ảnh của người cán bộ kiểm sát. Bộ phim đang phát sóng và nhận được phản hồi tích cực, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong xã hội, giúp khán giả có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng. Đến dự và phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 của tạp chí Kiểm sát, đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Bùi Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà tạp chí Kiểm sát đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2020 và thời gian tới. Cụ thể, đơn vị cần tập trung phối hợp thực hiện bộ phim tài liệu về truyền thống của ngành để giúp xã hội và nhân dân hiểu được vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung, tính khoa học, tính nghiệp vụ chuyên ngành của tạp chí Kiểm sát in, phục vụ thiết thực việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị và cán bộ trong, ngoài ngành. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mong muốn phát huy thành tích đạt được năm 2020, tạp chí Kiểm sát sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.